Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục cái nhà của em Tiến để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai đây. Mai phôi ha. Để đẹp chuẩn bonsai luôn. Này gì mình ghép mình để bàn hết ý luôn nha quý vị ơi. Để đẹp không ha. À, chào Tiến. Dạ rồi, em chào anh Tuấn ha. Con chào quý chị đam mê mai vàng cả nước nha. Thì hôm nay thì con có 30 phôi mai lùng lực củ nở. Đế đẹp ha, kính mong cô chú anh chị vào xem và ủng hộ dùm con nha cô chú anh chị. Rồi con tiến hành vô cây số 1 luôn. Rồi hình thức mình ở đây Rồi hình thức của con là bao sống bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc ha. Toàn quốc luôn. Rồi mã 1 luôn. Cao là 24. Vô thấy cây đẹp quá ha. Dạ hoành là 17 nha cô chú anh chị. Giống này giống cái con gà. Đó, cái cũ này là 29 nha. Bạn đừng có xây nha. Cây này rất là duyên nha cô chú anh chị. Hai chân gà ức ha. Giống gà quá trời. Rồi, ức con gà luôn ha. Chuẩn mini bonsai luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi, giao lưu như em. Rồi mã 1 này giao lưu cô chú anh chị mình 500. Rồi, xuống cây. Rồi lên mã 2. Cây này cũng lùng lực củ nở luôn, đúng nơm ha. Cao. Rồi, cao 32. Hoành 15. Củ nở 23 nha cô chú anh chị. Rồi. Để luôn. Nơm đẹp luôn, củ nở luôn ha. Rồi mã số 2 này giao lưu cô chú anh chị mình lên với giá là 400 ha. Rồi, xuống cây. Bao sống bao ship tất cả các cây nha cô chú anh chị. Rồi mã 3. Cao là 25. Hoành 20 nha cô chú anh chị ơi. Rồi. 20 hoành ha. Cái củ nở rất là to luôn nha. Nhãn luôn. Để thì cũng trải đều ha. Rồi. Rồi. Mã số 3 này giao lưu cô chú anh chị mình là 350 nha. Rồi, xuống cây. Rồi mã 4. Số 4 luôn. Rồi dán cực đế nơm luôn ha. Cao 40. Hoành năm đó là 19 nha cô chú anh chị. Rồi, xe xe luôn. Cây dán cực đế nơm luôn ha. Rồi, để đây. Đế nơm đều luôn. Dạ mã số 4 này con giao lưu với cô chú anh chị mình là 400. Rồi, xuống cây. Rồi mã số 5 ha. Dạ cao là 30. Hoành em nói là 16 nha cô chú anh chị. Rồi xe xe luôn. Cũng rất nhiều dán ha. Chân trống chân chịu có nha. Mã số 5 này giao lưu cô chú anh chị mình là 300 ngàn. Rồi xuống cây. Rồi con lên mã số 6 luôn. Lại là lùng lực củ nở nữa ha. Cao 30. Hoành 18 nha cô chú anh chị. Rồi xe xe luôn. Củ nở rất to ha. Duyên dáng luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 6 này có giá là 400 nha cô chú anh chị mình. Rồi, xuống cây. Rồi, mã 7 luôn. 7. Cao 34. Hoành 18 hơn nha cô chú anh chị. Rồi, coi cũ. Củ nở 25 luôn. Rồi, xe xe luôn. Đế lực ha. Chống chịu đầy đủ luôn. Mã số 7 này con giao lưu với cô chú anh chị mình là 400 ngàn luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, số 8. Cây này phong càng dù nha cô chú anh chị. Cao là 44. Hoành 20 nha cô chú anh chị. Rồi. 20 hoành ha. Củ bự ha. Củ 32 nha cô chú anh chị ơi. Xe xe cái củ luôn. Lùng lực tràn dù. Để luôn. Đó, củ to ha, để đẹp luôn. Mã số 8 này con giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 9 luôn cô chú anh chị ơi. Cao 54. Rồi hoành em nói là 21 dư nha cô chú anh chị ơi. Xe xe luôn. Em này thì có tay cành ha. Rồi, xuống đế ha. Này. Củ nở đế trải đều luôn. Mã số 9 này con giao lưu với cô chú chị mình là 550 ngàn. Rồi xuống cây. Rồi mã 10 luôn. 10. Cái này lùng lực tàn dù luôn. Cao 40. Hoành 18 nha cô chú chị mình. Rồi xe xe luôn. 18 hoành ha. Dạ. Rồi đế của gì ạ. Mã số 10 này con giao lưu với cô chú chị mình là 550 nha. Rồi xuống cây. Rồi 11. Đây, này, cây này lùng lực chuẩn bonsai nè cô chú anh chị. Mình kéo nữa 24 chiều cao nha cô chú ơi. Bài ha, lùa qua đó cũng đẹp ha. Dạ. Hoành là 24 dư gần 25 nha cô chú. Rồi. Bẻ tay cành hai bên ha, dựng đỉnh cái kéo đó qua đó luôn ha. Cứ tưởng tượng vậy là đẹp hết đó. À, cái bộ đế đây. Đế nè cô chị. Trải đều luôn nha. Cây này lùng lực chuẩn bonsai nha cô chú anh chị, 24 gần 25 hoành luôn ha. Dạ luôn nha em. Rồi mã số 11 này giao lưu của chính chị mình là 1 triệu nha. Rồi xuống cây. Chuẩn dáng ha. Rồi mã số 12 luôn. Dạ chiều cao 40. Hoành là 18 hơn gần 19 nha cô chú anh chị. Rồi, 18, 19 yếu xíu à. Rồi để luôn. Để đây cô chú anh chị. Nơm đẹp ha. Rồi mã số 12 này con giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 nha. Rồi xuống cây luôn. Rồi 13 luôn cô chú anh chị. Cao 35. Rồi. Hoành là 18 dư nha cô chú anh chị. Rồi, xe xe luôn. Lùng lực đế nơm sổ luôn nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 13 này con giao lưu với cô chú anh chị mình là 400 ngàn nha. Rồi, xuống cây.
Rồi 14 luôn. Cây này đẹp nha. Cao 40. Rồi hoành em nói là 18 nha cô chú anh chị. Rồi xe xe luôn. Đế nơm bố hằng. Dạ củ nở đế nơm luôn. Cây này rất là duyên dáng. Mãi số 14 này còn giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 ngàn. Rồi xong cây. Rồi 15 luôn. 15. Cao 40. Hoành em nói 20 nha cô chú anh chị. Rồi. 20 hoành nha. Lùng lùng. Nghe kỹ nhìn. Xuống đế nè. Đây. Để nhìn đế đây. Để điều lực ha. Rồi mãi số 15 này con cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 ngàn luôn. Rồi xuống cây. Rồi 16 luôn cô chú anh chị. Rồi 16. Rồi chiều cao. Dạ chiều cao là 56. Quả năm nó là 18 hơn nha cô chú anh chị. Còn 19 nha ha. Dạ. Yếu xíu nè. Rồi xuống đế nhìn cái gì. Đây bộ đế đây cô chú anh chị. Cây đế này rất đẹp nha. Đặt ở trên. Dạ. Rồi mãi số 16 này cũng có giá là 600 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi xuống cây. Rồi 17 ha. 17. Dạ chiều cao em nói là 42. Hoàng em nói là 16. Rồi có cũ ha. Cũ em nói là 26 nha cô chú anh chị. 26 dư luôn ha. Cây này cũ nở duyên dáng luôn. Đây cũ nó đây. Rất đẹp ha. Mãi số 17 này con giao lưu với cô chú anh chị mình là 400. Rồi xuống cây. Rồi 18 luôn ha. Một cây dáng trực cao 58. Quà năm đó là 19 dư nha cô chú anh chị ơi. Rồi, xe xe luôn. Có tay cành luôn nha. Rồi, xuống đế nhưng mà cái gì? Đế lực trải đều luôn. Mã số 18 này giao lưu cô chú anh chị mình làm 650 ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 19 luôn. Rồi, 19. Là một cây dáng trực luôn. Dạ, cao 60. Quà năm đó là 21 nha cô chú anh chị ơi. 21 hoành nha. Cái này rất là lực luôn. Rồi, đế lần nào quý vị. À, bộ đế nơm lực nha cô chú anh chị. Mã số 19 này con giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, 20. Rồi, 20 tài cành đẹp quá ha. Dạ, cao là 46. Quà năm nó là 19 nha cô chú anh chị ơi. Rồi, đó, tài cành đẹp luôn. Đó, tay này tài cành rất là đẹp. Vô chậu chơi 42 cái dạ. Mấy cái tàn ra. Okay. Lùng lực luôn ha cô chú. Đế đây. À, đế nè. Tứ phía đủ. Rất là duyên. Rồi mã số 20 này con giao lưu với cô chú anh chị mình là 650. 650 rồi vậy. Rồi, xuống cây. Rồi 21 nha. Siêu siêu ha. Dạ. Chiều cao là 64. Hoành là 15 hơn gần 16 nha cô chú anh chị. Rồi. Tính 15 luôn. Em này có số tay cành ha. Rồi mình xuống đế nha quý vị. Trên thì có bao nhiêu tay cành đó ha. Rồi. Đó, đế thì trải đều luôn cô chú anh chị ơi. Duyên nè. Rồi mã số 21 này có giá là 450 nha cô chú. Rồi, xuống cây. Rồi lên 22 ha. Rồi, 22. Dạ cao là 60. Hoành là 17 hơn. Rồi, xe xe luôn. Rồi, xuống đế nhìn cái gì? Đế em nói đây ha. Rồi, mã số 22 này con giao lưu với giá là 350. Rồi, xuống cây. Mã số 23. 3. Cái này to lực ha. Cao là 57. Hoành là 22 nha cô chú. Rồi. 22 hoành. Có một số tay cành luôn ha. Rồi đế luôn. Này đế lực luôn. Rồi mã số 23 này con giao lưu với giá là 500 ngàn. Rồi xuống cây. Rồi 24 cô chú anh chị ơi. Dạ chiều cao là 32. Hoành em nói 18. Rồi xe xe luôn. Cộng đế này lực hết cô chú. Đế này cũng bằng cái thân. To chà bá luôn. Rồi mã số 24 này con giao lưu với giá là 350 ha. Rồi xuống cây. Rồi 25 luôn cô chú anh chị ơi. Cao 40. Hoành 21 hơn. Rồi dạng tư luôn. Dạ. Lô này thì rất là già cây rồi nha cô chú anh chị. Vậy nghe cụ đế. Đế nơm ha. Còn bự bự không. Rồi mã số 25 này con giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 ngàn. Rồi xuống cây. Rồi 26 luôn ha. Cao thân lắc lắc ha. Dạ. Chiều cao là 39. Hoành là 18. Rồi xe xe luôn. Cây này thì lắc lắc ha cô chú. Đế vô con viên đế nè. Rất là quái cây nha cô chú anh chị ơi. Đây, đậu đế con viên ha. Rồi mã số 26 này con giao lưu với giá là 350. Rồi, xuống cây. Rồi 27 luôn. 7. Và cao là 50. Quà năm nó là 20 nha cô chú. Rồi, xe xe luôn. Củ nở to luôn nha. Đây, cái củ đây. Củ to ha, đế đẹp. Mã số 27 này con giao lưu là 500 cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây.
Rồi 28 luôn. 8. Cao là 52. Hoành 19 nha cô chú anh chị. Rồi. Ra cành có luôn. Rồi xuống đế luôn. Thế thì điều ha cô chú. Mã số 28 này có giá là 550 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Rồi lên 29 luôn cô chú anh chị ơi. Chính này ha. Dạ. Chiều cao là 50. Hoành em nói là 16 dư nha cô chú anh chị. Rồi xây xây luôn. Rồi xuống đế luôn cái gì ơi. Đây là viên đế nha. Đó. Rất đẹp đế. Rồi mã số 29 này còn giao lưu với giá là 450 ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 30 là mã cuối clip nha cô chú anh chị ơi. Dạ chiều cao là 46. Hoành em nói là 22 ha. Rồi em này có cái củ dưới bự quá ha. Cây này rất là to lực luôn nè. Cốt cành lực luôn nha cô chú anh chị. Củ đẹp. Rồi mã 30 mã cuối clip này thì con giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 ha. 700 ha. Rồi. Đẹp quá nè. Mã cuối clip này thì con cũng xin kính mong cô chú anh chị xem clip và ủng hộ giùm con ha. Để con giao lưu thành công clip này để con có động lực tìm những cây đẹp hơn, giá hữu nghị hơn về phục vụ cô chú anh chị mình ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi clip nha. Rồi, xin chào hẹn gặp lại quý vị mình. Clip chào.